Cô chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài 11 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống trong giai đoạn từ 1075 đến 1077. Thì với bài 11 này chúng ta cũng sẽ phân chia thành hai tiết. Mỗi tiết sẽ tìm hiểu một nội dung. Như vậy chúng ta thấy là bài 11 này có hai nội dung. Phần 1, giai đoạn thứ nhất năm 1075, và phần thứ hai là giai đoạn thứ hai diễn ra từ năm 1076 đến năm 1077. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Cô xin bắt đầu từ phần 1 của bài là giai đoạn thứ nhất năm 1077. Một nhỏ, nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta. Thì trên màn hình của bài học hôm nay, các em sẽ thấy có hai phần. Bên trái màn hình là cô có một cái ký hiệu, cái viết trên quyển vở. Thì cái phần đó chính là nội dung bài học mà chúng ta sẽ phải ghi chép vào tập nhé các em. Còn phần bên phải màn hình là cái phần cô sẽ đặt câu hỏi để chúng ta cùng tìm hiểu bài. Rồi, với phần 1, nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta, thì câu hỏi được đặt ra là: từ giữa thế kỷ 11, tình hình của nhà Tống như thế nào? Tức là cái bối cảnh nào, cái hoàn cảnh nào để nhà Tống phải thực hiện cái âm mưu xâm lược nước ta? Thì tìm hiểu trong sách giáo khoa, chúng ta sẽ có câu trả lời. Giữa thế kỷ thứ 11, tình hình của nhà Tống là gặp rất nhiều khó khăn. Nội bộ triều đình mâu thuẫn, ngân khố cạn kiệt, nhân dân đói khổ, nổi dậy ở nhiều nơi chống lại nhà Tống. Và ở vùng biên giới phía Bắc thì nhà Tống bị nước Liêu và nước Hạ thường xuyên quấy nhiễu, uy hiếp. Thì đó là tình hình của nhà Tống giữa thế kỷ thứ 11. Cô mời cả lớp sẽ ghi bài phần này. Rồi, cũng là phần dặn dò quen thuộc, đó là các em có thể dừng màn hình để ghi bài được thuận lợi hơn. Sau khi ghi xong nội dung bài học của phần 1, nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta, thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài nha. Câu hỏi được đặt ra tiếp theo là: nhà Tống xâm lược Đại Việt để nhằm mục đích gì? Rồi, câu trả lời của mình là: để giải quyết tình hình khó khăn trong nước. Thì chúng ta sẽ làm rõ cái vấn đề này. Tại sao mà xâm lược Đại Việt là nhà Tống sẽ giải quyết được tình hình khó khăn của mình? Thì chúng ta thấy với cái tình hình của nhà Tống lúc đó gặp rất nhiều khó khăn ha. Cho nên là nhà Tống nghĩ rằng nếu đánh được Đại Việt thì sẽ vơ vét của cải cướp bóc của Đại Việt đem về và giải quyết được cái khó khăn về ngân khố tài chính, sẽ không còn bị cạn kiệt khó khăn nữa. Rồi nếu như đánh thắng được Đại Việt, xâm lược được Đại Việt cũng sẽ là một cái tiếng vang để có thể trấn áp được nước Liêu và nước Hạ. Và khi đó nhà Tống sẽ lại mạnh mẽ và chấn chỉnh được tình hình nội bộ triều đình và nhân dân sẽ không còn nổi dậy chống lại nhà Tống nữa. Đó là cái mục đích mà nhà Tống muốn xâm lược Đại Việt, để dùng cái kết quả đánh chiếm Đại Việt. Nếu xâm lược được Đại Việt thì sẽ giải quyết được những cái khó khăn lúc bấy giờ của nhà Tống. Cô mời cả lớp ghi bài. Nhà Tống xâm lược Đại Việt để giải quyết tình hình khó khăn trong nước. Rồi, vậy thì nhà Tống làm gì để thực hiện cái mưu đồ xâm lược Đại Việt này của mình? Cô mời các bạn đến với phần tiếp theo của bài nha. Để chuẩn bị cho cái cuộc xâm chiếm Đại Việt thì nhà Tống đã có những cái việc làm gì? Câu trả lời là: nhà Tống đã thực hiện cái việc đánh phá Đại Việt ở cả hai vùng biên giới phía Bắc và phía Nam. Ở biên giới phía Nam thì nước ta giáp với Chăm Pa, đúng không? Thì nhà Tống đã xúi giục Chăm Pa
đem quân đánh phá ở vùng biên giới phía nam. Phía bắc thì nhà Tống ngăn cản việc buôn bán giữa hai nước Việt Tống, tức là cái ngoại thương của nước ta ở cái vùng biên giới giữa hai nước Việt và Tống. Đồng thời, nhà Tống cho dụ dỗ mua chuộc các tù trưởng dân tộc ít người của ta ở vùng biên giới phía bắc, đó là những cái người được triều đình giao trọng trách trấn giữ cái vùng biên giới để bảo vệ an ninh ở vùng biên giới phía bắc nước ta. Rồi, cô mời cả lớp ghi bài. Nhà Tống dụ dỗ các tù trưởng của ta ngăn cản việc trao đổi buôn bán giữa hai nước Việt Tống. Rồi nhà Tống xúi giục Champa đem quân đánh phá Đại Việt. Các em sẽ ghi cái phần bài học này vào tập. Luôn ghi nhớ là cái ô bên trái màn hình có ký hiệu cây bút nằm trên quyển vở, thì đó chính là cái phần để chúng ta ghi nội dung bài học nhé. Rồi, cô xin được tiếp tục bài. Vì sao nhà Tống lại xúi giục Champa đánh lên từ phía nam? Thì đây là câu hỏi thêm thôi. Là mục đích của nhà Tống là muốn làm suy yếu lực lượng của nhà Lý, gây khó cho nhà Lý ở cả hai mặt biên giới Bắc và Nam. Chúng ta tiếp tục phần 2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ. Ngay từ cái tiêu đề chúng ta đã thấy có một cái gì đó rất đặc biệt, đúng không? Chủ động tiến công để phòng vệ. Vậy chủ động tiến công là chủ động tiến công đánh nơi nào, đánh vào đâu, và chủ động tiến công là chủ động làm việc gì? Rồi, cô mời các bạn tìm hiểu. Trước âm mưu xâm lược của quân Tống thì nhà Lý đã chuẩn bị đối phó như thế nào? Cái sự chuẩn bị của nhà Lý đó là sẽ cử một người tài giỏi của triều đình để đứng đầu làm chỉ huy tổ chức cuộc kháng chiến. Người đó chính là Lý Thường Kiệt. Và đồng thời là sẽ cho quân tăng cường canh phòng và luyện tập, rồi tiến hành đem quân đánh Champa, phá vỡ mưu đồ phối hợp với quân của nhà Tống và thực hiện một cái kế hoạch rất đặc biệt theo chủ trương của Lý Thường Kiệt đưa ra, đó là chủ động tiến công trước để phòng vệ. Cô mời cả lớp ghi bài. Đây là cái sự chuẩn bị của nhà Lý ha, trước âm mưu xâm lược của quân Tống. Rồi, trước khi tìm hiểu về cái kế hoạch đặc biệt chủ động tiến công do Lý Thường Kiệt đưa ra, và ông cũng là người chỉ huy cái cuộc kháng chiến này, chúng ta sẽ tìm hiểu một vài nét về nhân vật Lý Thường Kiệt nha. Lý Thường Kiệt là người phường Thái Hòa thuộc Thăng Long, Hà Nội ngày nay. Lúc nhỏ đã có chí lớn, ham đọc binh thư, rèn luyện võ nghệ, lớn lên làm quan cho nhà Lý. Nhờ tài năng và công lao, ông đã được thăng dần đến chức Thái úy. Thì cái phần thông tin về Lý Thường Kiệt này chúng ta có thể tìm hiểu ở rất nhiều tư liệu, và đây chỉ là cái phần tóm tắt trong sách giáo khoa để chúng ta biết thêm về cái người được nhà Lý tin tưởng giao trọng trách đứng đầu cuộc kháng chiến chống Tống này, đó chính là Lý Thường Kiệt. Đây là đền thờ của Lý Thường Kiệt ở Thanh Hóa, nơi tưởng niệm một anh hùng của dân tộc đã có công lao lớn kháng chiến chống ngoại xâm để bảo vệ đất nước ở thời Lý. Rồi, trên màn hình của chúng ta đó chính là lược đồ cuộc kháng chiến chống Tống dưới thời nhà Lý. Câu hỏi được đặt ra là
Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ động tấn công trước để chặn thế mạnh của giặc? Thì chúng ta biết cái câu nói của ông là gì? Ngồi yên đợi giặc, sao bằng đem quân đánh trước để làm giảm thế mạnh của giặc. Đây là câu trả lời. Bởi vì ông hiểu được những khó khăn của nhà Tống. Mặt khác, Châu Khâm, Châu Liêm, Châu Ung là những nơi tập trung mọi lực lượng để chuẩn bị cho cuộc xâm lược nước ta của nhà Tống. Chính vì vậy ông tin rằng nếu biết phối hợp, tập trung lực lượng, tấn công bất ngờ thì có thể tiêu diệt được lực lượng chuẩn bị của giặc, phá tan cái sự chuẩn bị đó của giặc và sẽ làm suy giảm đi sức mạnh của chúng nó, tạo cái sự thuận lợi cho cuộc kháng chiến của nước mình. Đây là thành Ung Châu, nơi tập trung 5.000 quân của nhà Tống. Rồi, chúng ta thấy những cái mũi tên trên màn hình đã thể hiện lược đồ cuộc tấn công để tự vệ của nhà Lý. Cuộc tấn công do chính Lý Thường Kiệt chỉ huy, cùng với sự hỗ trợ của các tù trưởng như là tù trưởng Tông Đản, tù trưởng Thân Cảnh Phúc, và chúng ta tấn công vào các nơi Khâm Châu, Liêm Châu và cuối cùng là bao vây thành Ung Châu. Sau 42 ngày đêm chiến đấu thì thành Ung Châu đã bị hạ. Và sau khi mà hoàn thành nhiệm vụ chủ động tiến công trước, đem quân qua tận đất Tống để đánh trước, thì Lý Thường Kiệt đã cho rút quân trở về nước. Đây, các em nhìn thấy cái mũi tên đứt khúc màu đỏ trên màn hình cho thấy là quân Lý đã trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ tấn công vào những cái sự chuẩn bị của quân Tống. Rồi sau khi xem cái lược đồ và nghe cô giảng bài thì chúng ta có thể tìm hiểu lại cái trận tiến công đánh trước để giành thế chủ động để tự bảo vệ mình của nhà Lý. Bằng cái lược đồ này các em có thể là tường thuật lại cái diễn biến cuộc tập kích của quân ta vào đất Tống. Và câu hỏi đặt ra của cô ở cái phần này là: vậy thì nhà Lý đã chủ động đem quân sang đất Tống để đánh vào Ung Châu rồi hạ thành Ung Châu, vậy đó có phải là một cuộc xâm lược hay không? Câu trả lời của cô là không. Đây không phải là một cuộc xâm lược, đây chỉ là một cuộc tiến công trước, chủ động đánh để làm giảm sức mạnh của kẻ thù và giành thế chủ động về phía ta mà thôi. Minh chứng là sau khi đạt được mục tiêu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì quân nhà Lý không ở lại chiếm đất Tống mà đã trở về rút quân về nước. Do đó mình khẳng định đây không phải là một cuộc xâm lược mà chỉ là một cuộc tiến công trước một cách chủ động để làm giảm sức mạnh của kẻ thù, để phá những cái gì mà quân Tống chuẩn bị cho cái cuộc xâm lược của nước ta. Ta bước vào cuộc kháng chiến với cái tư thế chủ động. Rồi, vừa rồi là cô tường thuật một lần nữa trên màn hình cho chúng ta thấy diễn biến của cái cuộc tấn công trước để tự vệ nhà Lý. Cô mời các em ghi bài. Nội dung trên màn hình chính là nội dung bài học cho cái phần chủ động tiến công trước để phòng vệ của nhà Lý. Rồi sau khi ghi xong bài thì chúng ta tiếp tục phần tiếp theo nha. Chúng ta đến với giai đoạn thứ 2, diễn ra từ năm 1076 đến năm 1077. Đây cũng chính là tiết thứ 2 của bài 11 nha các em. Rồi, cũng giống như ở phần 1, cô có hai khung hình bên trái và bên phải. Cái khung bên trái có ký hiệu cây viết ở trên quyển vở, thì đó chính là phần ghi bài học. Và cái ô bên phải là cái phần để chúng ta nêu câu hỏi để mà tìm hiểu
về bài của chúng ta. Vậy thì nhà Lý đã có sự chuẩn bị như thế nào để có thể kháng chiến chống Tống? Tức là sau khi thực hiện cái kế hoạch chủ động đem quân qua tận đất Tống, đánh vào thành Ung Châu để làm suy giảm thế mạnh của Tống, thì quân Lý rút quân trở về nước và biết chắc chắn rằng là sau cái cuộc tấn công đó, nhà Tống sẽ đem quân qua xâm lược nước ta. Cho nên nhà Lý đã có sự chuẩn bị để cho cái cuộc kháng chiến chống Tống đó. Rồi, đây là sự chuẩn bị của nhà Lý. Các em ghi vào vở. Sự chuẩn bị của nhà Lý là ra lệnh cho các địa phương ráo riết chuẩn bị bố phòng. Bố phòng có nghĩa là canh phòng ha. Rồi cho quân mai phục ở những nơi hiểm yếu gần biên giới Việt Tống, tức là đặc biệt chú trọng cái vùng biên giới, và cử quân thủy do Lý Kế Nguyên chỉ huy. Quân thủy này sẽ trấn giữ ở cái vùng biển Đông Kênh. Cái vùng biển Đông Kênh là cái nơi mà tàu thuyền sẽ ra vào nước ta theo đường. Và đúng như chúng ta biết trước, quân Tống sẽ tiến sang xâm lược nước ta sau khi bị ta tấn công bất ngờ vào tháng 10 năm 1075. Và quân Tống đã tiến sang xâm lược nước ta như thế nào? Chúng ta xem cái phần diễn biến nha. Trong phần này thì cô sẽ cũng giảng bài trên cái nội dung bài học mà các em ghi luôn. Cuối năm 1076 thì quân Tống do Quách Quỳ và Triệu Tiết chỉ huy kéo vào nước ta, và đồng thời sẽ có thêm một đạo quân khác nữa do Hòa Mâu chỉ huy theo đường biển tiếp ứng. Như vậy chúng ta có thể hiểu là cuối năm 1076 quân Tống tiến sang nước ta với hai đạo quân, đạo quân bộ và đạo quân thủy. Trong đó đạo quân bộ là đạo quân chủ lực do Quách Quỳ và Triệu Tiết chỉ huy, và đồng thời cái đạo quân thủy làm nhiệm vụ yểm trợ là do Hòa Mâu chỉ huy sẽ theo đường thủy tiến vào nước ta. Và tháng 1 năm 1077 thì cái đạo quân bộ đó do Quách Quỳ và Triệu Tiết chỉ huy đó đã vượt biên giới tiến vào nước ta. Nhà Lý đánh nhiều trận nhỏ để mà cản bước tiến của giặc. Rồi, cái đạo quân thủy của Hòa Mâu thì đã bị ta tiêu diệt ở cái vùng biển Đông Kênh. Chiến công này thuộc về một tướng trẻ của nhà Lý, đó là Lý Kế Nguyên. Đạo quân thủy của Lý Kế Nguyên đã đánh bại và tiêu diệt đạo quân thủy của Hòa Mâu ở cái vùng biển Đông Kênh này. Như vậy, đạo quân bộ của Quách Quỳ và Triệu Tiết sau khi tiến sâu vào lãnh thổ của nước ta thì đã bị chặn lại ở phòng tuyến sông Như Nguyệt. Lúc này thì đạo quân bộ của Quách Quỳ và Triệu Tiết cũng có chờ đợi cái đạo quân thủy vào yểm trợ để có sự phối hợp. Nhưng cuối cùng cái sự chờ đợi đó không có kết quả, bởi vì đạo quân của Hòa Mâu đã bị ta tiêu diệt ở vùng biển Đông Kênh rồi. Như vậy cái cuộc chiến đấu quan trọng còn lại quyết định sẽ diễn ra giữa quân ta và quân Tống, đó là cái cuộc chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt. Này, trên màn hình các em nhìn thấy đó là lược đồ phòng tuyến sông Như Nguyệt. Xem cái phần chú giải để chúng ta biết cái nơi nào là sông Như Nguyệt và được lập phòng tuyến ha. Chúng ta thấy nè, những cái ký hiệu mà có mũi tên nhọn lên đó chính là quân nhà Lý phòng ngự. Mũi tên là biểu hiện cho sự chặn đánh của quân Lý. Mũi tên màu đỏ là quân Lý tiến công. Và cái đường xích sắt màu vàng các bạn nhìn thấy trên màn hình đó chính là phòng tuyến sông Như Nguyệt, bây giờ chính là con sông Cầu của tỉnh Bắc Ninh. Đây là cái địa phận của tỉnh Bắc Ninh. Rồi, mũi tên màu đen là quân Tống tiến công, mũi tên màu đen đứt khúc là quân Tống rút chạy. Thì trước khi nói về cái trận tuyến diễn ra ở cái phòng tuyến sông Như Nguyệt này,
cô muốn nói đến cái phòng tuyến sông Như Nguyệt. Chúng ta biết là sông thì sẽ có hai bờ, đúng không? Bờ phía Bắc và bờ phía Nam của con sông. Và khi mà cho lập phòng tuyến tại con sông Như Nguyệt này, thì theo các em, nhà Lý sẽ chọn bờ nào để lập phòng tuyến và lý do là tại sao? Ha. Tức là ở một sông thì con sông nó có hai bờ, đúng không? Bờ bên kia là bờ phía Bắc, bờ bên đây là bờ phía Nam. Bờ phía Nam tức là cái bờ mà ở gần kinh thành Thăng Long đó tụi con. Bởi vì đây là cái phòng tuyến ngăn chặn mọi ngã đường để tiến về kinh thành Thăng Long. Chính vì vậy cho nên nhà Lý mới chọn cái sông Như Nguyệt này để lập phòng tuyến để bảo vệ kinh thành Thăng Long. Thì như vậy là nhà Lý sẽ chọn bờ nào của sông Như Nguyệt để lập phòng tuyến? Bờ phía Nam là tức là phía bên kinh thành Thăng Long, hay là bờ bên kia sông là bờ phía Bắc? À, câu trả lời của chúng ta chính là bờ phía Nam. Bờ phía Nam tức là bờ ở phía kinh thành Thăng Long. Vì sao? Là bởi vì nếu như chúng ta lập phòng tuyến ở bờ phía Bắc, tức là bờ bên kia sông, thì khi quân Tống kéo tới, chúng sẽ dễ dàng tấn công vào phòng tuyến của ta. Nhưng khi ta lập phòng tuyến ở bờ phía Nam, tức là sẽ có con sông làm một cái vật cản, ngăn cản cái sự tấn công của kẻ thù. Như vậy chúng ta thấy nó tự nhiên sẽ trở thành hai phòng tuyến. Một phòng tuyến thiên nhiên đó chính là con sông, và cái phòng tuyến thứ hai đó chính là phòng tuyến do quân ta lập nên. Như vậy cái việc mà lập phòng tuyến ở bờ phía Nam nó có ý nghĩa gì? Nó nói lên cho chúng ta thấy đây là một cái sự thông minh tài trí của ông cha ta trong cái quá trình bảo vệ đất nước trước sự tấn công của kẻ thù xâm lược. Chúng ta luôn phải chiến đấu bảo vệ đất nước trong cái hoàn cảnh là gì? Lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh. Cho nên mình phải đánh bằng sự tài trí thông minh, biến địa hình đất nước thành vũ khí chống giặc. Nhớ về cái trận Bạch Đằng đó, chúng ta thấy là gì? Mình đã biết nghiên cứu thủy triều để biến con sông Bạch Đằng thành cái bãi cọc ngầm để mà đánh tan kẻ thù lớn mạnh. Thì bây giờ với cái phòng tuyến sông Như Nguyệt cũng vậy, ta chọn bờ phía Nam để lập phòng tuyến để làm gì? Để biến cái con sông Như Nguyệt đó thành một cái phòng tuyến thiên nhiên để ngăn cản bước tiến công của kẻ thù. Bởi khi muốn đánh vào phòng tuyến của ta ở bờ phía Nam thì quân giặc phải làm gì? Phải vượt sông, đúng không? Phải qua sông. Thì như vậy khi đó cái sức mạnh của nó sẽ bị giảm đi. Đây, cô mời cả lớp ghi bài. Quách Quỳ cho quân vượt sông đánh phòng tuyến của ta, nhưng bị quân ta phản công quyết liệt, đẩy lùi chúng lại về bờ phía Bắc. Và rất nhiều lần, hai lần đánh vào phòng tuyến của ta, vượt sông đánh vào phòng tuyến của ta, nhưng đều thất bại. Có những lúc là chúng ta biết sức mạnh của quân Tống rất lớn và nhiều đoạn phòng tuyến bị vỡ. Cứ tưởng là quân ta sẽ phải bị thất bại trong cái trận đánh này. Nhưng cuối cùng là với lòng yêu nước, với tinh thần quyết chiến chống lại kẻ thù xâm lược, thì quân của nhà Lý đã đánh bại quân Tống, đẩy lùi chúng lại về phía bên kia, tức là bờ phía Bắc của sông Như Nguyệt. Và sau hai lần thất bại thì Quách Quỳ rất là chán nản, đã không còn muốn cho quân vượt sông Như Nguyệt để đánh vào phòng tuyến của ta nữa. Chúng cho quân hạ doanh trại ở phía bên kia bờ Bắc sông Như Nguyệt. Và lúc này cái tình hình của quân Tống rất là bi đát. Chúng rơi vào cái tình thế là tiến thoái lưỡng nan. Có nghĩa là muốn tiến đánh cũng không đạt được kết quả, mà lui về thì chắc chắn là sẽ bị vua Tống bắt tội. Và lúc này vì đã quá tiến sâu vào đất liền của Đại Việt, cho nên thời tiết khí hậu Đại Việt không thích hợp, làm cho quân Tống ngã bệnh.
và đồng thời chúng cũng thiếu đói cạn kiệt cái nguồn lương thực với cái hoàn cảnh rất khó khăn như vậy. Rồi lại thêm một cái trận đánh về tâm lý của nhà Lý nữa, đó là đêm đến Lý Thường Kiệt sẽ cho quân bơi thuyền ra sông để ngâm vang cái bài thơ thần khẳng định cái chủ quyền của đất nước ta, đó là bài thơ Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư. Chúng ta có thể xem thêm nội dung của cái bài thơ thần này và tìm hiểu về ý nghĩa của cái bài thơ thần. Cái phần này chúng ta cũng đã được học trong môn ngữ văn đó. Ý nghĩa của cái bài thơ thần, nó chính là cái bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Bởi vì từng lời, từng câu nó vang lên khẳng định nước ta có chủ, tức là độc lập và có chủ quyền. Rồi, với cái hoàn cảnh bi đát của quân Tống, thì cuối mùa xuân năm 1077, Lý Thường Kiệt đã quyết định mở một cuộc tấn công lớn cho quân vượt sông, bất ngờ đánh vào quân Tống. Với tình thế đó thì quân Tống thua, và lúc này thì chính Lý Thường Kiệt lại là người chủ động đề nghị giảng hòa. Tại sao vậy tôi cấn? Tại sao mà mình là người thắng cuộc, mình đang trong cái tư thế chiến thắng, nhưng mình lại chủ động đề nghị giảng hòa và cho quân Tống rút lui về nước? Thì cái việc làm này của Lý Thường Kiệt trong cái bối cảnh đó đó, nó thể hiện lên cái sự nhân đạo, tinh thần nhân đạo bác ái của dân tộc Việt. Muốn kết thúc chiến tranh một cách êm đẹp để tránh đổ máu cho nhân dân hai nước, và Quách Quỳ đã chấp nhận giảng hòa để được rút quân về nước, kết thúc cuộc xâm lược của chúng. Vừa rồi là nội dung bài học của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống từ năm 1075 đến năm 1077 diễn ra dưới thời nhà Lý. Phần 2 vừa rồi với cuộc chiến đấu trên phòng tuyến sông Như Nguyệt cũng đã kết thúc nội dung bài học hôm nay của chúng ta. Cả lớp sẽ ghi bài phần này vào tập nha. Phần dặn dò của cô. Bài tiếp theo là bài 12, là theo hướng dẫn mới, thì đây là phần tự học của học sinh. Các bạn sẽ tự đọc sách giáo khoa, tự tìm hiểu nội dung bài học. Rồi, các bạn xem trước cho cô bài 13, 14, 15 để chúng ta bắt đầu học cái chủ đề tích hợp ha. Chủ đề tích hợp là cái chủ đề được tích hợp cả 3 bài trên vào thành một bài, chúng ta gọi là chủ đề. Chủ đề này mang tên là Nước Đại Việt thời Trần. Cô chào các em, chúc các em học tốt và nhớ giữ sức khỏe thật tốt nhé.